mọi người ơi, mọi người nhớ khi mà vào xem video của Liêm mà nhớ like trước rồi hãy xem mọi người, để ủng hộ công mọi người quên người quên like tội nghiệp Liêm nha. Thường thường có câu hát vậy thôi mọi người, like trước thôi. Liêm xin chào mừng mọi người đến video của Liêm nha. Thì mọi người đến video của Liêm thì mọi người nhớ là like trước rồi xem sau để giúp cho Liêm nha mọi người. Để mọi người xem rồi mọi người không quên để like. Thì một cái like thì rất là quan trọng nha mọi người. Đó, thì thường thường người ta hát cái câu nè: like trước xem sau thế mới giàu. Đó, tình nghĩa bền lâu chỉ có một cái lượt like nha mọi người. Hai. Mọi người nhớ là like, đăng ký cho Liêm nha. Liêm cảm ơn nhiều nha. Thì chiều Liêm có về, hôm nay về 4:30 mọi người ơi. Liêm chưa ăn gì trơn á. Thì Liêm có chuẩn đi chợ mua một ít xúc xích và cá viên chiên, rồi đậu hũ chiên mọi người. Với Liêm xào một ít mì đây nè. Đó, hôm nay sẽ quay món ăn về cùng mọi người nha. Thì mình cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi mình trong thời gian qua, và cũng mong mọi người luôn nhiệt tình ủng hộ và comment nhiều nhiều cho mình nha, để góp thêm những cái ý kiến hay để cho Liêm tiếp tục phát triển cái ngành, cái công việc mới của ngành YouTube của mình nha mọi người. Đây này, Liêm sẽ chuẩn bị tương ớt mọi người. Đây, Liêm sẽ xịt lên đây. Mọi người thấy Liêm này trang trí đẹp không? Quá đẹp luôn. Đó, mọi người thấy không? Tương ớt xúc xích. Đó. Mọi người thấy hấp dẫn không? Rồi, Liêm sẽ mời tất cả mọi người cùng ăn với Liêm nha. Liêm sẽ trộn này lên nè. Rồi. Liêm trộn này lên. Hay mọi người. Để cho tương ớt nhiều nhiều vô. Tương ớt ăn nó mới đã. Liêm thì nói chung là ăn cay thì nó không có giỏi nha mọi người. Ăn cay không có giỏi. Nên là tương ớt ở đối với Liêm là cũng ok rồi. Không, mọi người thấy hấp dẫn không? Quá hấp dẫn luôn. Nãy giờ nuốt nước miếng còn cực nãy giờ. Liêm mời mọi người, tất cả mọi người cùng ăn với Liêm mì xào cá viên chiên xúc xích và đậu hũ nha mọi người. Liêm có trang trí thêm một ít đậu bắp với miếng dưa leo. Ngon lắm mọi người. Với Liêm đây uống cầu ca nha. Liêm nói chuyện nhanh mà nó hơi bị lẹo lử xíu, mọi người thông cảm nha. Thường nói chuyện hơi chậm nên có lần ta nói là nói chuyện buồn ngủ quá. Rồi Liêm sẽ tập nó nhanh. Mâm mì xào hôm nay của Liêm là chỉ giá là 50.000 mọi người. Rất là ngon. Chỉ có 50.000 được mấy món đâu. 1, 2, 3, 4, 5 món. Mì thì ở nhà có sẵn nên chưa tính nha mọi người. Nếu mà tính luôn là 50.000 á. Thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. Chỉ có 50k được 6 món ăn. Hấp dẫn. Mấy ngày qua Liêm có đi giao lưu nè, cùng mấy anh với mấy chị với mấy bạn á, thì cũng được
mọi người phản, nói chung là mình phản ứng lại là dạng như là ủng hộ Liêm đó, đến ủng hộ kênh của Liêm nè, được một vài bạn thì mong những vài bạn đó thì cố gắng giúp mình trong thời gian này, tại vì kênh mình nhỏ mọi người, tại vì kênh mình trong thời gian mới phát triển nè, thì mong cái sự mà ủng hộ giúp đỡ rất là nhiều đó, nên là mọi người có đến kênh Liêm thì nhớ ủng hộ cho Liêm nhiều nhiều và góp thêm nhiều ý kiến hay để cho Liêm phát triển thêm. Liêm thật sự làm video nó không hay, nhưng mà quan trọng là cái tinh thần nha mọi người. Liêm ở dãy trọ ở chỗ Liêm đang ở là hai dãy là 30 phòng, mà 30 phòng á là biết Liêm làm video đâu có ai coi đâu người toàn là những người bạn nơi xa hoặc là những bạn ở tỉnh khác vô tình thấy video Liêm thương và ủng hộ cho Liêm, thì cũng mong hy vọng là những cái tình thương của Liêm lan rộng khắp cái nước Việt Nam, mong gặp nhiều người cũng thương mến Liêm, ủng hộ cho Liêm dài lâu nha mọi người. Đăng video mà không ai coi, coi mà không like buồn thối ruột luôn. Mọi người đừng xem thường cái like video đó, like video đó là quan trọng nhất đối với mình đó mọi người, để mình biết chắc chắn là cái người đó xem video mình là có thích mình hay không. Mọi người like mình mới biết là mọi người thích mình, còn mọi người mà không like thì là nếu mà không thích mình á, mọi người cho cho add like cũng được đó, miễn sao là có là được. Nếu thương Liêm thì cho Liêm một lượt chia sẻ đó, là cái là mọi người giúp cái video kênh Liêm là tương tác rất là cao mọi người. Liêm mà được mọi người xem mà like nè, với chia sẻ là cái video của Liêm sẽ nổi nhiều nhiều luôn á, giống như mọi người xem Facebook vậy đó. Mọi người xem Facebook mà thấy Facebook người đó đăng lên hay, mọi người like nhiều, được like là cứ mọi người vào Facebook là sẽ thấy những hình ảnh đó hoài luôn. TikTok cũng vậy mọi người. Lúc nào cũng phải là nổi lên trang chủ hết á. À, nãy giờ Liêm quên nữa. Nãy giờ có xúc xích mà. Liêm quên lấy cái chén nước tương của Liêm. Quên. Chén tương ớt. Liêm sẽ nhờ bà xã lấy giùm cho Liêm đó. Bà xã lấy giùm cho anh cái tương ớt. Rồi, cảm ơn. Đây là người có tương ớt để riêng để ăn xúc xích mà quên mọi người. Nay có bà xã ở nhà kêu bà xã quay chung với Liêm mà bà xã ngại người. Đi mua là cùng ăn với bà xã, hoặc bà xã ăn ké. Thôi ăn luôn hả? Ngon mắt. Ăn thử đi. Mấy xúc xích ăn nè.
Đây liền có 4 cây xúc xích của mọi người. Nè, xúc xích nè, tương mà, vương nè. Rửa gấp nè. Đây. Thầy xá một cây, mình một cây nha. Ngon hóc khá ngọt. Linh làm công nhân, tiền lương ngày không có nhiêu tiền mọi người, nên là ăn uống nên hơi đơn giản một tí. Cho Linh cố gắng dành dụm tiền thêm để mua món nào ngon ngon à, cùng chiêu đãi mọi người nha. Hôm nay Linh quay video hơi sớm, tiếng ồn xung quanh mọi người thông cảm. Hôm nay nhắc Khánh đi học thêm mọi người. Nhưng mà nhắc Khánh đi học thêm hôm nay. Món hảo của nhắc Khánh. Giờ nó mới nhớ. Nhắc Khánh đi học mà làm mấy món này ăn rồi về nhắc Khánh nhằn hoài. Nói hoài luôn. Sáu viên chi mới toàn. Sáu viên rồi. Ngon lắm mọi người. Mọi người thấy đơn giản chứ. Mọi người mua về làm ăn thử đi. Dìm chắc chắn 100% phải ngon. Dám khẳng định với mọi người ạ. Mọi người thấy đơn giản chứ ngon lắm á. Mì á là Liêm mua mì ký. Mì ký có nghĩa là nó vô một bịch to nè, là tổng cộng là như là 16 gói. Đó. Là mì đó là nó rất là dai dai. Mọi người trụm lên. Mọi người trụm lên rồi đồng mọi người đem xào lại cũng được, mà không xào cũng được. Đó, xong rồi mọi người là mua cái chiên xúc xích nè, đậu hũ, người chiên lên xong rồi mọi người tưới tương ớt lên thôi, ăn quá ngon luôn á. Con cây xúc xích này hai đấy, không ăn chưa đây, nhóc Khánh cây xúc xích đi, chừa nhóc Khánh cây xúc xích nha, để con luôn không chừa Khánh về. Khánh nói là Liêm ham ăn. Tại vì xúc xích nó nãy giờ chưa đụng tới mọi người. Xúc xích nãy giờ chắc bây giờ rớt nè. Xúc xích nãy giờ trang trí xung quanh thôi, chưa ăn đó. Nên là chưa nhấp Khánh. Hôm nay Liên rất là khéo tay. Bình thường là chiên xúc xích là nó sẽ bị cháy một bên. Hôm nay Liên khéo tay chiên nó rất là đều luôn rồi. Vàng rất là đều luôn. Càng ngày cái tay nghề mình ẩm thực mình càng nhiệt cao à. Cái video của Liêm á
Lim quay bằng cái điện thoại mọi người. Lim quay bằng điện thoại Apple A9. Điện thoại của Lim mua cũng rất là lâu rồi. Nhằm hôm Lim quay á, video rất là rõ, rất là đẹp, nét đẹp lắm. Nhằm hôm Lim quay sao nó bị ngòe. Tại vì Lim quay camera trước á, camera sau mọi người. Lim đâu có thấy được cái khuôn mặt của Lim trong cái video đâu. Nên là Lim đâu có biết là cái chất lượng video nó bị nhè đâu mọi người. Người xem mà nhầm lúc nó bị nhè này kia mọi người thông cảm nha. Lim sẽ cố gắng khắc phục về vấn đề này. Lim sẽ chuẩn bị tốt hơn rồi sẽ quay video đẹp cho mọi người xem. Làm YouTube mà quay những cái video mà nó bị mờ hoặc là không rõ nét á, là video đó nó không có chất lượng mọi người, nên là YouTube nó không đánh giá cao được. Còn phần này là một cái chú xích với vài viên cá viên chiên nè mọi người, là Lim sẽ chừa cho nhóc Khánh mọi người. Nãy giờ này là mình trang trí thôi, chưa đụng tới, nên cho nhóc Khánh về, nhóc Khánh ăn thôi. Nhóc Khánh về, nhóc Khánh thấy cái video này, nhóc Khánh nói với Lim là ham ăn, trốn nhóc Khánh ăn nữa. Mọi người, video của Lim mà hôm nay làm cái món là mì xào với cá viên chiên, xúc xích, đậu gì quên mất tiêu quên đậu hũ đó. Mong mọi người xem vui vẻ và ủng hộ Lim nhiều, càng nhiều nữa mọi người. Ủng hộ Lim từ đây sắp tới để cho Lim mau chóng phát triển thành một cái kênh lớn. Và bản thân Lim thì cái công việc làm YouTube này nó sẽ thành công hơn, phát triển hơn, để Lim còn những cái ước mơ sắp tới nữa mọi người, để thực hiện được những cái ước mơ đó. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Lim, và chúc mọi người một cái buổi tối thật vui vẻ. Mọi người, Lim thì nói chuyện không có hay, nói thì nó suy nghĩ tới đâu nó tới đó, mà nó còn bị gấp nữa mọi người, thông cảm mọi người. Rồi hẹn mọi người video sắp tới. Ủa, sắp tới. Bye.